Đây nè. Cho ghi đây nè. Rồi kệ đi chốt điện pha đâu. Có cái cầu phá nữa kìa. Đi đi vô chốt điện pha đâu hay. Đi vô chốt điện pha đâu. Đi chốt thôi đừng đi. Không, cái chỗ đó nó cắm chỗ đó đó. Cắm người chỗ đó sâu quá, à, nước sâu quá. Chứ đây đâu cắm đây đâu. Nếu đây thì đây đây được phải không? Cắm đây nè, còn đấy đó là đừng vô đó. Ở đây có gì đâu mà cắm. Thì bởi vậy mới nói, nó PV của tư nhân. Tư nhân có gì đâu, đâu có ai vô đâu. Ờ, này có tư nhân. Hay là nó cắm đường vô đây. Nó nói tao cho đi sâu kìa. Nếu nó cắm đây là nó để đây nè. Để cái chỗ này. Ô, hay ly. Ô, hay ly. Để nó giỡn hay nó. Chụp. Chụp. Bữa nay là chúng tôi đi vô cái đường rừng. Đâu rồi? Vô rừng. Đây có một người rừng đứng đi vô cái rừng. Người rừng vô rừng là làm gì đây? Đâu đi khám, đi coi. Vô bắt cọp. Vô bắt cọp. Vô bắt đi. Có mèo á, mèo rừng đó. À vô bắt mèo rừng đi. Bắt mèo rừng đi, ở trong này có mèo rừng nhiều lắm. Có rắn. Không mèo rừng. Không có rắn đâu. Không không. Ờ mấy cây này gãy rồi hả? Gãy rồi ha. Cái cây này gãy hết rồi. Tại bữa đó nó mưa bão đó. Ở trong này nó có đường mòn nè, muốn đi vô đây không? Tôi thấy có đường mòn. Thôi đi không được đâu. Sẽ lắm. Đừng được đâu. Không mà phải có mới được. Đầu đằng kia có. Nó bự tà bá. Nó nguyên con heo luôn. Cũng chạy đi luôn không? Có cột tiêu phải không? Đâu? Không phải đâu. Cái gì? Không phải cột tiêu đâu. Toilet nữa. Bây giờ nó có câu cá được không ta? Hỏi nó không? Hỏi ông là ông la. Ông la kìa. Thôi đi đi. Bảo đi. Đi bảo đi. Đi bảo đi. Nè vô đường nè. Mắm. Ông là ổng là ba đó. Ba là không đâu có đi á. Cái tí này. Ổng lỡ nhà đó. Tụm. Nước sông tụm. Đi đâu? Đây nè. Không có đâu. Thôi đó đường được đâu. Không có đường, không có đường đâu. Đâu có đường đâu. Thôi đường ở chung đây. Đi làng làng đây nè. Vô đây bắt cọp. Bắt cọp. Cái đó là đi cái đường khác rồi. Nó có đường mòn đi á. Cái đó là mình đi hai người thôi được, được. Mấy cái mấy bà nó không đi đâu. Ô bông đẹp quá ta. Đây nè, thấy bông không? Bông rừng. Đây nè, thấy bông đẹp không? Bông rừng ơi, bông rừng. Ô có gai luôn, bông hồng đó ơi. Đẹp quá nè. Hoa cài mái tóc. Một tình hoa anh cài mái tóc. Bông này khác, bông này khác nha, bông hồng. Anh đưa em qua khoảng đường dài đó, cắm bông vô đẹp. Khoan. Trời đất ơi, bông này. Cắm vô đi dễ thương lắm á. Ừ, không cắm đây nè hãy. Không, mình cắm đây nè. Cắm đây nè, đâu nó rớt rồi không? Không, nó không rớt đâu. Bấm cái lỗ tai vô. Lỗ tai là nó đẹp. Mà nó có gai sao? Cắm cắm là phải nói đàng hoàng sao chứ cắm để vô. Không, cắm vậy là nó được rồi, nó dính rồi. Người đẹp đây nè, cắm hoa vô cho nó người đẹp trong rừng rú đó, được đó. Người đẹp trong rừng rú này, tưới tưới tay ti đó, nó tưới tay ti nó gì đó. Người đẹp trong rừng rú, người đẹp trong rừng rú quá. Anh cắm một cái hoa hoài mà cắm không được nữa. Cắm không xong là không có được á. Đâu có dễ đâu, không có xong là không có được thấy chưa. Hả? Chụp không được. Không được, nó không cho chụp. Nó không cho chụp. Trong này chim nhiều quá, kêu nghe chít 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 chít. À. Vừa làm gì đó, leo cây hả? Leo cây. Leo cây, leo cây coi. Leo hai mở cây coi. Nắm này là nắm cây này nè, nắm cái nhánh này nè, đó, leo được á. Không được. Không có thể leo. Không được hả? Thôi,
Thôi, có leo. Không thấy leo. Cái cây bên đây nó khô, cái gì đạp lên nó gãy. Ừ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đứng nó hái ăn thiếu luôn. Nhưng mà tháng này chưa có đâu. Trời xa dần rồi. Quay mình á, quay mình. Mình đang đi trên con đường mòn quanh cái hồ nước, không một bóng người. Ở đây xa thành phố 8 cây số. Người đi đi qua đường phố. Trời nắng nắng mưa mong. Người đi đi ngoài phố. Nhớ bóng ai xa rồi. Bé bé, bé phía nào bé. Bé hello, có thấy không tay lên. Bé. Hello. Phía nào bé. Hello đây nè. Hello ông. Hi. Đi bộ nè, đi bộ nè, chút lên YouTube ạ. Mặc xí. Đi bộ trong rừng. Chào bà Phương, bà coi. Coi cái mặt nó, cái lúc này nó bự lắm, mặt nó. Mau lớn thiệt ha. Nít wow. Lâu lâu nhìn một lần là thấy nó khác liền. Thiệt mới có năm quay qua. À, thấy bông ghê không? Bông đẹp không? Ngày nào nằm trong nôi nhá. Đây nè, bông này thấy bông đẹp không? Ừ, đông đó. Nửa vòng rồi. Đang chở mình đó hả? Không, chở mình chút nữa hả? Không có chở cái vòng tròn. Giờ đi vòng đi. Giờ đi vòng đi được rồi. Chất tròn ta lại gặp nhau. Quay đều. Anh cứ đi vô mấy chỗ đó, hồi tôi ngứa chân đó. Đường này về không đi, đi rẽ đường khác. Có chứ, có. Được rồi. Hãy đi đằng sau, đi ngoài đi hãy. Có không? Coi có gì không? Có gì không? Thôi đi lên, đi lên. Làm biến lên, làm biến xuống lắm. Thôi tắm được nó. Có hồ nữa. À, nó có suối. Ừ, đúng rồi, đi xuống dưới là cái nào có nước nữa. Đi luôn hả? Không lên hả? Ai đi. Có đường mòn này thì nó để PV để cắm vô. Ờ. Ok, mình đi đâu có nó phá đâu. Nhưng mà nó để xéo ta, sao nó không để thẳng. Bởi vậy. Chắc lẽ nó đây nè, nó không cho xuống đây nè chắc. Ừ, nó cắm xuống nước. Nó cho xuống nước. Ừ, chắc trước đi đây đâu, đi đây người ta đâu có nói gì đâu. Ừ. Đúng rồi, chắc sắp cắm xuống nước. Là cắm đi mà là cắm xuống xuống. Để các bạn cắm chéo. Thì có ai châu của mình. Bảo nó còn thấp, trình độ còn thấp. Việt Nam mình thấy xa rác tùm lum á. Việt Nam mình xa rác tùm lum á. Chắc là ngủ đi luôn ha. Việt Nam mình á thấy điện tùm lum còn ghê quá ha. Nói gì Việt Nam ở đây cũng còn nhưng mà ít hơn Việt Nam á, điện tùm lum hết hơn. Bởi miền Tây như vậy Việt Nam á thấy đỏ ghê chứ. Hết rồi, từ từ nó tở. Chà, nó chưa hết đâu, từ từ. Giờ tôi thấy hết đau. À, đúng rồi. Vô quay dễ. Chứ sao mình mới làm mới chưa đâu, cái từ từ nó thấm vô cái nó hết. Ừ. Chứ không phải hết liền. Nhưng mà chắc mỗi ngày làm một lần thì làm ít lắm cũng 2-3 lần. Cái sau đó lần. Không phải không, mình làm chừng 3 lần cái sau đó có thể đó là hàng lâu lắm cái hết. Ừ. Tháng nó chưa trả lời nó như thế. Ừ. Làm ít lắm cũng 2-3 lần. Kine đó một tuần nó làm 2 lần đó. Nhưng mà kine nó không có bấm quyệt, nó chỉ bác xe thôi. Không, kine nó không bấm. Ừ. Cái này là thuộc về ngành bác sĩ. Cái này cũng như là kine thì nó mát xe đủ hết vậy thôi. Ừ. Còn này mình phải làm một chỗ thôi. Một cái chỗ đó việc là không phải kine đâu. Cái việc đó thì nó hay hơn. Còn kia bác xe tùm lum hết thì nó cũng đỡ thôi chứ không có hết. Hãy đâu. Đổ lên nè. Ừ. Cái này muốn hết nữa mình phải mát xe cái chân này, ngón chân này. Ngón cái á. Ngón cái á. Ừ. Để chút chỉ cho mình về thì làm ngón cái á. Tôi mà bóp cái lòng bằng chân á tôi đã lắm. Đây, cái này phải đi đây. Đường nào cũng vậy, không đi đây thì anh qua đó. Nhưng mà đi xa hơn. Đi tắt. Ừ. À, đi tắt đi. Đi. Tắt đi, cái này đi vòng kia. Đây có cái hồ nữa nè ha.
đó tôi coi cái bản đồ nãy đó nó... xe mình đậu đâu ta thì... hả qua mình... khỏi cái xe trắng đó. Ê phải không chị kìa ừ đó à, đúng rồi đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đó xe đó đây là cái hồ để đẹp không các bạn thấy hồ đẹp không không có một ngọn à đúng rồi đấy hả chỗ này đó xuống chỗ này cũng đây nè chỗ này hình như có thể câu cá được nè ừ, nước chảy luôn ngon luôn á sạch không nước tốt sạch không không nước là dơ ông nói chuyện nãy á ở chỗ này nước sạch dạ. Nước chảy mà nước chảy là ngon nước chảy mát ê nó có con vịt rồi ta hai con vịt trời ăn được không nãy được mà nó dai dữ lắm hồi đó tôi đi câu nó đẻ trứng tôi lụm trứng luôn đó đó hai con vịt á đương lội đó ừ. Nhưng mà ngon, thịt nó ngon. Nhà đó chuyên môn bắt nguyên đàn chờ nó bỏ lên hầm á. Nó hôi nữa mấy tiếng. Chắc không hôi đâu. Nhưng mà chắc dai hả? Dai. Dai tại nó ít thịt á. Đây nè, lấy nhiều lắm nè. Ở đây có cù lao rồi. Đó, thấy nhiều không? Đó ba bốn con đó, bốn con. Đó anh dựng lều xong cái anh canh bắt mấy con vịt này làm thịt cũng được. Nè, bốn con nè, năm sáu con kia. Đâu ai biết đâu. Ok hả? Con Erong kìa. Con gì? Erong đó, con đó đang bay đó. Đang bay lên hả? À Erong. Erong là con gì? Erong là chim hả? Ăn chim loại chim, nó gọi tên cái gọi Erong. Nó đang bay đó. Ờ tiếng Việt mình còn lại gì? Đi coi gì quên nè. Erong là không phải chim ưng hả? Không phải đâu. Không, cái này con nó giống con gọi còi đó. Ừ. Mà nó gọi là Erong. Cái đuôi nó dài ghê. Erong hình như là con xíu á, giống con xíu vậy đó. Xíu. Gọi là con xíu á. Không phải con phôi đít hả? Không. Nó giống con xíu vậy. Một xíu mà cái nó gọi là cái đầu nó có cái ocuron đó. Ao này chắc không có nước chảy ra ha, thôi ha. Không có nước thoát gì nữa thôi. Ừ. Thôi lắm, ở này chắc có nước thoát mà. Nước ra chỗ nào, đâu có đường ra đâu. Có nhưng mà nó chắc hôi lắm. Ồ, thấy bên đây nó là, bên đây còn bự nữa. Trời ơi, xe quá chừng kìa. Ừ. Thấy không, nhiều lắm. Đây có nhiều cái ha. Ừ. Đây nhiều cái quá ha, mình không biết ha. Hồi xưa mình tưởng đâu có một cái à. À, ủa rồi. Lọc gan lọc kêu là lá vịt á. Không phải. Không. Ông cái này là đang đều dông. Không, gọi là bầu công anh. Bầu công anh. Thì đúng rồi, thì bầu công anh là đang đều dông. Nấu trà. Ừ, trà uống tốt lắm á. Cái này nè. Mà thiệt cái gì? Đấy, đấy không, đấy. Đấy lọc gan lọc đồ. Không mùi đâu mà đấy á, uống cho nó lọc gan lọc thận là không có mùi gì. Lọc gan lọc gan với lọc thận luôn hai tháng. Ui cái này hay lắm á. Đẹp. Mấy người yếu thận yếu gan. Ta chỉ nấu này uống trà. Đang đều dông. Tức là bầu công anh, hay nó gọi là pisang li. Tốt lắm, nấu nước trà uống tốt. Đăng đều dông. Tôi nấu bình hết trơn. Gọi là răng con dông á, nhớ lắm răng con dông á, đăng đều dông. Tốt lắm. Ở đây mình có chứ mình nó đi mua á. Ở đâu? Việt Nam mình á. Không, hình như cũng có, hình như cũng có, Việt Nam cũng có, đập bằng cũng đầy hết á mấy cái này. Không, bây giờ không còn nữa. Uh-huh. Quay không còn nữa. Bây giờ người ta cứ đi tìm mua nó đó. Ở đây thiếu gì? Đây đâu cũng mập lắm. Đầy quá trời đây. Nè, mập lắm. Bồ công anh. Bồ công anh. Hay là đăng đều đi không? Hay là nói thường là pisang li. Cái bông mà nó có đây vàng vàng á, pisang nữa, pisang li. Pisang li. Pisang hả? Pis giống pis pi de hả? Pi pi hai chữ S pisang li. Pisang li. Trời ơi người ta ở lại đây quá trời cấm chạy hết rồi. Nhưng mà đừng đợi đông quá. Đó bên kia đó, bên kia người ta đi câu cá vậy đó. Nó ồn được ha. Bên kia tôi câu cá thôi. Vô đây nhiều ghê chứ. Tưởng không có ai ha. Ờ à, mình lúc đây hồi xưa mình thấy có một cái nhồi nhỏ xíu ha. Mình không biết mình tưởng là có nhiều đó thôi ai vậy. Ê ê dính nhau chỗ này là mình vô đỡ được ha. Cái này nè. Được. Nhưng mà hình như không có trời nắng ha. Ở đây mình có bóng mát. Đúng rồi. Đúng rồi. Coi cái bông kìa. Bông vàng vàng đẹp ha. Bông vàng đó. Mimosa. Nè bông vàng nè. Mimosa. Từ đâu em? Bông vàng nè. Rồi, giờ là chấm dứt chương trình.
hẹn các bạn kỳ sau.